Mặt trận Tân Cảnh, Kon Tum năm 1972, tác giả Đại tá Trịnh Tiếu. Phần 2. Thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn và Quân đoàn 2. Đầu tháng 5 năm 1972, Tổng thống Thiệu bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn giữ chức vụ tư lệnh Quân đoàn 2, thay thế Trung tướng Ngô Du. Trước khi nhận nhiệm vụ, tướng Toàn trình diện Đại tướng Cao Văn Viên và yêu cầu Đại tướng thỏa mãn cho ông về những thay đổi nhân sự. Ông cho rằng Quân đoàn 2 thất trận là do Bộ Tham mưu Quân đoàn thiếu khả năng. Đến Pleiku, việc đầu tiên của tướng Toàn là tập hợp các sĩ quan quân đoàn lại và sỉ vả nặng lời. Ông chỉ trích Bộ Tham mưu của quân đoàn yếu kém, thiếu khả năng tham mưu, nên tình hình quân đoàn mới đen tối như hiện nay. Ông giận dữ và tỏ ý muốn đưa hết các sĩ quan trong Bộ Tham mưu ra tuyến đầu với các đơn vị tiểu đoàn và trung đoàn để chiến đấu. Sau khi nghe tường trình về tình hình, ông chỉ thị Đại tá Vĩnh Phúc, trưởng phòng 4 quân đoàn, ra làm việc tại phi trường Kon Tum, tiếp nhận vũ khí và đạn dược từ Sài Gòn không vận ra. Thời gian này, phi trường Kon Tum luôn luôn bị pháo kích bằng hỏa tiễn 122 ly, nên có một vài phi cơ C-130 tiếp vận của ta đã bị trúng đạn bốc cháy. Tướng Toàn kêu trưởng phòng 2 cùng với ông lên Kon Tum. Tôi liền cầm bản đồ theo ông lên trực thăng của tư lệnh. Trên trực thăng chỉ huy chỉ có ông và tôi cùng sĩ quan đại úy Tùy Viên. Tôi thấy tướng Toàn rất lo âu, mồ hôi nhễ nhại mặc dù khí hậu cao nguyên không nóng. Ông hỏi tôi: "Anh cho tôi biết chúng ta có đủ khả năng giữ vững được Kon Tum không?" Thời gian bay lên Kon Tum chỉ 20 phút, nên tôi phải trả lời ông rất ngắn gọn. Căn cứ theo các chuyện đã xảy ra tại mặt trận Tân Cảnh, tôi tính toán kỹ và nói: "Thưa Thiếu tướng, ta có thể giữ được, mặc dù quân địch có đến 3 sư đoàn, gồm sư đoàn 320, sư đoàn 2 và sư đoàn 968. Ta chỉ có một là sư đoàn 23 bộ binh. Điều kiện là thiếu tướng và cố vấn Pol Van phải thảo luận với nhau, không có gì trục trặc xảy ra. Đại tá Lý Tòng Bá là người quen rất thân với Pol Van, đang ở lại mặt trận nên sẽ được Pol Van giúp đỡ tận tình." Sau này, tôi mới biết câu trả lời của tôi đã trùng hợp với lời khuyên của Đại tướng Cao Văn Viên trước khi tướng Toàn đi nhận chức. Ông lên trên đó phải chiều cố vấn Pol Van mới xong được. Đến Kon Tum, Đại tá Lý Tòng Bá và Đại tá Rottenberry hướng dẫn tướng Toàn thăm tuyến đầu bảo vệ Kon Tum về phía bắc 5 km. Tại đây, các sĩ quan các cấp và các binh sĩ sư đoàn 23 bộ binh, mỗi người một chiếc xẻng cá nhân, đang hăng say đào công sự phòng thủ. Tướng Toàn vui vẻ an ủi, khích lệ và nhắc nhủ mọi người phải cố gắng chuẩn bị chiến đấu, quyết tâm tự thủ, không để Cộng sản chiếm một tấc đất nào tại Kon Tum. Ông chỉ thị cho Đại tá Lý Tòng Bá và các trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng phải chọn một số binh sĩ can đảm để thành lập ngay các tổ chống chiến xa bằng súng M72 lo, cho các binh sĩ này thực tập tác xạ vào các chiến xa hư của ta vào ngày kế, để họ tin tưởng rằng vũ khí M72 lo của Mỹ có thể tiêu diệt được các chiến xa T-54 của Cộng quân. Ông cho Đại tá Bá biết ông sẽ cho không vận trung đoàn còn lại của sư đoàn 23 bộ binh tại Ban Mê Thuột lên Kon Tum để Đại tá Bá có đầy đủ quân số và thống nhất chỉ huy. Về hành chánh, tướng Toàn chỉ thị Đại tá Nguyễn Bá Long, Tự Thìn, tỉnh trưởng Kon Tum phải lo trấn an và ủy lạo dân, làm cho họ tin tưởng vào chính phủ và quân đội, khuyến khích dân chúng phải hết sức ủng hộ quân đoàn để tự thủ. Trở về Pleiku, tướng Toàn bàn ngay với cố vấn Pol Van nhiều giờ về kế hoạch bảo vệ Kon Tum. Sau đó, ông chỉ thị Đại tá Hoàng, tham mưu phó chiến tranh chính trị quân đoàn, sử dụng phi cơ C-47 của ông đi Phan Thiết và Sài Gòn mua cá tươi và xoài tượng, đem lên phân phát cho các binh sĩ tại Kon Tum để bữa ăn có thêm chất tươi. Về hành quân, tướng Toàn chỉ thị Trung tá Nguyễn Đức Dung,
chỉ huy lữ đoàn 2 thiết giáp với một liên đoàn bị động quân tăng cường, phải đem các chiến xa lên Kon Tum bằng mọi giá. Ông nói rằng không cần thanh toán các lực lượng địch chốt tại đèo Chufa mất thời giờ, phải mở quốc lộ 14B vòng quanh sau lưng địch để đi. Ông chỉ thị trong 3 ngày phải thực hiện xong cuộc hành quân này. Cuộc hành quân của Trung tá Dung gặp rất nhiều khó khăn vì sức kháng cự của cộng quân rất mãnh liệt. Nhưng với quyết tâm thi hành đúng chỉ thị của tư lệnh quân đoàn, lữ đoàn 2 thiết giáp và biệt động quân đã thanh toán và đè bẹp các lực lượng của cộng quân, mở được quốc lộ 14B quanh đèo Chu Phao, đem nhiều chiến xa lên mặt trận Kon Tum đúng ngày N cộng 3. Đoàn xe thiết giáp và biệt động quân qua cầu Đắc La tiến vào Kon Tum. Đồng bào trong thị xã chạy ra xem rất đông, nồng nhiệt chào mừng và hoan hô vang trời. Đây là chuyện chưa từng có trước đây. Tướng Toàn gắn cấp bậc đại tá tại mặt trận cho Trung tá Nguyễn Đức Dung ở đầu cầu Đắc La. Tính đến ngày thứ ba, kể từ ngày nhận chức, tướng Toàn đã tăng cường cho đại tá Lý Tòng Bá một trung đoàn bộ binh, một liên đoàn biệt động quân, trên 20 chiến xa thiết giáp, nhiều đạn dược, nguyên liệu và thuốc men mới được không vận từ Sài Gòn lên. Số đạn dược và nhiên liệu này đủ để đảm bảo cho các đơn vị tại Kon Tum phòng thủ trong thời gian một tháng. Tình hình Kon Tum bắt đầu sôi động, các hỏa tiễn 122 ly của địch cứ đều đều rót vào các căn cứ quân sự và phi trường Kon Tum, làm tinh thần dân và quân luôn luôn bị căng thẳng. Về tình báo, tướng Toàn chỉ thị tôi phải báo cáo cho ông biết trước ngày giờ cộng quân tấn công vào Kon Tum và làm gấp kế hoạch trải thảm B-52 phía bắc tuyến đầu của ta, để ông và Pol Van áp dụng kế hoạch khi địch tấn công. Hôm sau, tôi trình lên ông kế hoạch 100 bót B-52, mỗi bót chiều dài 3 km, chiều ngang 1 km, chặn đứng các mũi tấn công và tiêu diệt các ổ phòng không của địch. Căn cứ vào địa hình, địa vật và tin tức bằng không ảnh, tướng Toàn và Pol Van đã chấp thuận hoàn toàn ý kiến của tôi. Tướng Hoàng Minh Thảo của Cộng sản bị thảm bại trong đợt đầu tấn công vào Kon Tum. Tướng Toàn rất chú trọng đến vai trò tình báo. Lần đầu tiên trong binh nghiệp, tôi phục vụ dưới quyền ông. Sau vài ngày làm việc, tôi thấy ông có vẻ có phần tin tưởng nơi tôi, nhưng tôi càng lo và cố sức chu toàn nhiệm vụ. Tôi đốc thúc các phần hành chuyên môn, nhất là các toán tình báo kỹ thuật, ngày đêm bám sát địch, không được chệch mạng trong nhiệm vụ giao phó. Ngày 13 tháng 5 năm 1972, nhân viên kỹ thuật báo cáo đã bắt được mật điện của B3. Trong mật điện này, Bộ Tư lệnh B3 Cộng sản đã ra lệnh như sau. Mũi tấn công hướng Bắc, sư đoàn 2, stop. Tăng cường mỗi sư đoàn 10 T-54, stop. Ngày giờ tấn công hướng Tây Bắc sư đoàn 320, stop. Ngày giờ tấn công 5 giờ ngày 14 tháng 5 năm 1972, stop. Tôi vội vàng trình ngay tin này cho tướng Toàn. Đọc xong mật điện, ông liền bảo tôi theo ông lên Kon Tum. Trong giao thông của tuyến đầu, tướng Toàn và đại tá Lý Tòng Bá đi từng hầm để nhắn nhủ từng binh sĩ hãy can đảm nằm yên tại chỗ khi địch tấn công. Tướng Toàn nói, khi địch nổ súng thì sẽ có B-52 thả ngay trên đầu địch. Các em phải chịu khó bịt tai lại và hạ miệng ra để bớt áp lực của bom nổ. Áp lực của bom sẽ rất lớn đối với các binh sĩ của ta, vì theo kế hoạch đã vạch sẵn, B-52 sẽ thả bom sát quân ta ở mức an toàn là 500 mét thay vì 1.000 mét như thường lệ. Tại hầm chỉ huy sư đoàn 23, tướng Toàn, Pol Van, đại tá Bá, đại tá Rottenberry nghiên cứu trên bản đồ và thảo luận vị trí từng bót B-52 sẽ dội bom xuống và thời gian dội. Pol Van gọi máy yêu cầu Trung tướng chỉ huy không quân chiến lược Hoa Kỳ tại Thái Lan để thảo luận với ông về thể thức chuyển đổi của các bót B-52 cho thật hợp với tình hình mặt trận dưới đất. Pol Van cũng điện đàm với đại tướng Abram tại Sài Gòn, khẩn khoản cho ông
được sử dụng hết tất cả 25 bót B-52 dành để yểm trợ cho 4 vùng chiến thuật trong ngày 14 tháng 5 năm 1972 để quân đoàn 2 có thể tiêu diệt địch tối đa. Đề nghị này được Đại tướng Abram chấp thuận. Đêm 13, rạng ngày 14 tháng 2 năm 1972, tướng Toàn, Paul Van và hai bộ tham mưu Việt-Mỹ đều thức suốt đêm theo dõi tình hình từng phút và hồi hộp chờ đợi. Phi đoàn A-37 của Sư đoàn 6 không quân tại Pelico túc trực 100%. Chiếc trực thăng của chuẩn tướng John Hill với hai đại liên 12 ly 7 cất cánh đầu tiên. Tiếp theo là trực thăng của Paul Van và sau cùng là trực thăng chỉ huy của tướng Toàn bay về hướng Kon Tum trong sương mù. Paul Van ra lệnh cho phi hành đoàn B-52 vào vùng đúng 5 giờ ngày 14 tháng 2 năm 1972. Tất cả 25 bót B-52 đồng loạt bấm nút thả xuống trên 3.000 quả bom đủ loại từ 100 bao đến 500 bao trên đầu sư đoàn 320 và sư đoàn 2 của Cộng quân. Tiếng nổ long trời lở đất, khói bụi bay mịt mù. Diện tích trải thảm của B-52 là 75 km2. Tiếp theo, từng đoàn A-37 và AD-6 của Sư đoàn 6 Không quân Việt Nam Cộng Hòa bay vào mục tiêu, tiếp tục bắn vào các chiến xa và các ổ phòng không địch. Vì bị áp lực quá mạnh của bom, nhiều đoàn quân của Cộng quân bị ngất ngư, đã hốt hoảng chạy lui về phía sau, lại bị trực thăng của chuẩn tướng John Hill và trực thăng võ trang Cobra bọc hậu thanh toán rất nhiều. Tại tuyến đầu, 9 chiến xa T-54 của địch nằm ngoài khu ném bom của B-52 đã hốt hoảng lao vào phía ta và đã bị các chiến xa của ta bắn cháy mất 6 chiếc. 3 chiếc còn lại bỏ chạy, nhưng vì các chiến binh của Cộng quân điều khiển các xe này đã bị sức dội quá mạnh của B-52, không còn chủ động được, nên các binh sĩ của ta đã nhào ra bắt sống. 1 giờ sau, tướng Toàn và Paul Van bay vào vùng thả bom B-52 để kiểm soát, thì thấy rất nhiều xác của Cộng quân trong các hố bom không thể đếm hết được. Paul Van thấy một số Cộng quân đang lảo đảo đi trong các hố bom B-52, đã hạ thấp trực thăng xuống cho Trung úy Huỳnh Văn Cai, Trung úy tùy viên dùng M-16 thanh toán. Không quân ta và không quân Hoa Kỳ tiếp tục thanh toán tàn quân và các ổ phòng không địch trong vùng suốt ngày 14 tháng 5 năm 1972. Trong các cuộc oanh kích này, không quân ta bị thiệt mất một AD-6 do thiếu tá Phạm Thạng làm hoa tiêu. Phòng không địch đã bắn trúng chiếc phi cơ do thiếu tá Thạng lái, khiến ông bị tử thương và chiếc phi cơ rớt ở phía nam Kon Tum. Thiếu tá Phạm Thạng là anh ruột của đại úy Phạm Thục, hoa tiêu trực thăng là em rể tôi. Kế hoạch trải thảm B-52 đã dứt điểm cuộc tấn công đầu tiên của hai sư đoàn Cộng quân vào Kon Tum. Trong trận này, chắc chắn tướng Hoàng Minh Thảo, tư lệnh mặt trận B-3, đã phải ôm hận vì đã gặp phải một đối thủ nguy hiểm là tướng Toàn, một vị tướng có nhiều kinh nghiệm khi điều khiển chiến trường. Theo ước tính về phía Hoa Kỳ, trong cuộc tấn công này, địch đã thiệt mất 1.000 người và 20 chiến xa T-54. Quân ta đã thắng trận đầu. Các chiến xa T-54 của địch mà ta đã bắt sống được mang về triển lãm tại Sài Gòn. Sau trận đánh này, các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã đặt tên cho Paul Van là ông B-52. Cuối cùng, Cộng sản đại bại tại Kon Tum. Thị xã Kon Tum được xây cất bên cạnh bờ sông Đắk La nằm về hướng Bắc. Sông Đắk La uốn quanh như con rồng, rất đẹp và cạnh hai bên bờ sông rất thơ mộng. Nước sông chảy mặn từ hướng Đông qua hướng Tây. Dân số Kon Tum độ 25.000 người, cả kinh lẫn thượng. Đa số sinh sống trong thị xã và các vùng phụ cận thị xã, khoảng 70% dân theo đạo Thiên Chúa. Vì thế, Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum gồm Kon Tum và Pleiku đã được đặt ở số 44 Trần Hưng Đạo, Kon Tum, do Đức Cha Say, một giáo sĩ thừa sai người Pháp làm giám mục.
Ông nói và viết thông thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Thượng. Ông đã bị cộng quân trục xuất sau 30 tháng 4 năm 1975. Kế hoạch phòng thủ Kon Tum được giao cho sư đoàn 23 bộ binh của đại tá Lý Tòng Bá. Sư đoàn này có nhiệm vụ đảm trách ba mặt nặng nhất của tỉnh là Đông, Tây và Bắc. Hướng Nam có phần nhẹ hơn, nhờ có chướng ngại vật của thiên nhiên là con sông Đắk La nên giao cho địa phương quân và nghĩa quân đảm nhiệm. Sự thảm bại cay đắng trong trận ngày 14 tháng 5 năm 1972, tướng Hoàng Minh Thảo và cộng quân đã phải kiểm thảo rất chu đáo để rút kinh nghiệm. Một câu hỏi quan trọng đã được tướng Hoàng Minh Thảo đặt ra. Tại sao đối phương biết rõ được lực lượng và ngày giờ cộng quân sẽ tấn công để sử dụng B-52 ồ ạt? Tướng Thảo đoán rằng có thể kỹ thuật rà bắt điện đài của đối phương rất cao, nên đã bắt được tất cả những mật lệnh mà bộ tư lệnh B-3 của ông đã đánh đi. Rút kinh nghiệm, ông không sử dụng điện đài nữa mà sử dụng điện thoại và người để liên lạc. Vì thế, sau ngày 14 tháng 5 năm 1972, cả toán kỹ thuật của quân đoàn 2 đều ngạc nhiên, không thấy địch lên máy nữa. Tôi làm phúc trình lên tướng Toàn về sự việc này và ước tính địch còn khả năng tấn công ta vài đợt nữa trong những ngày sắp tới. Quân đoàn nên cẩn thận, không nên khinh địch. Tôi đã liên lạc với ông Archer, trưởng toán tình báo của Tòa đại sứ Hoa Kỳ, và mượn được hai máy nghe lén điện thoại. Loại máy này rất tối tân, chỉ nhỏ bằng nắm tay, ta chỉ cần đâm vào dây điện thoại của địch bằng một cây kim, rồi cắm máy chui vào bụi cây, cách nơi cắm vài trăm thước, cũng nghe được các cuộc điện đàm của địch. Tôi liền cho các biệt kích lọt vào các khu hậu cần của địch, sử dụng máy điện thám, nghe lén điện thoại của địch, nhưng chưa ghi nhận được điều gì quan trọng. Vinh nhục trong ngành tình báo. Ngày 20 tháng 5 năm 1972, Thiếu tá Hưng, trưởng phòng 2 tiểu khu Kon Tum, báo cho tôi biết một tin động trời là đặc công cộng sản đã vượt qua sông tiến vào chiếm được gần nửa thành phố. Bị bất ngờ, tôi hoảng hốt chạy vội vào trung tâm hành quân của quân đoàn để tìm hiểu thật hư. Đại tá Long, tỉnh trưởng Kon Tum, cho tôi biết độ 2 tiểu đoàn đặc công của cộng quân đã lợi dụng đêm tối có nhiều sương mù lội qua sông và tiến chiếm được phi trường, kho đạn và khu tòa giám mục trong thành phố. Cuộc giao tranh giữa địa phương quân và nghĩa quân của tiểu khu với đặc công của địch rất dữ dội. Khu dân chúng và khu tòa hành chính chưa có địch xuất hiện. Đúng 5 giờ sáng, tướng Toàn được báo cáo về cuộc tấn công này. Ông đã hối hả chạy vào quân đoàn. Vừa gặp tôi, ông liền quát tháo ông xòm và dọa đưa tôi ra tòa án quân sự. Ông hỏi, tại sao để cho đặc công cộng quân vào chiếm thị xã Kon Tum mà không hay biết? Tôi nghiêm người đứng chịu trận, biết nói gì bây giờ? Binh sĩ ta hời hợt, mới thắng một trận mà đã khinh địch. Cấp chỉ huy của ta thiếu đôn đốc và kiểm soát. Cộng quân rất tinh ranh, chúng biết được yếu điểm của ta nên đã lợi dụng địa hình, địa vật, sử dụng đặc công, len lỏi vào thị xã bằng hướng phòng thủ yếu nhất. Lúc 6 giờ sáng, ngày 20 tháng 5 năm 1972, tướng Toàn và tôi bay lên Kon Tum. Trên trực thăng, tôi không dám nhìn thẳng vào ông vì biết ông đang nóng giận và lo âu. Đến bộ chỉ huy của đại tá Lý Tòng Bá, chúng tôi thấy nơi đây đang bị pháo kích nên trực thăng phải tìm cách lượn quanh tránh đạn mới đáp xuống được. Trực thăng vừa đáp xuống thì chúng tôi thấy đại tá Bá và bộ tham mưu của ông đang hốt hoảng chạy ra khỏi hầm chỉ huy và hình như đang muốn di chuyển đi nơi khác. Mặc dù tiếng Đại Liên và AK-47 nổ chát chúa rất gần, tướng Toàn vẫn bình tĩnh, nói lớn với đại tá Bá. Tử thủ, ông và tôi không chết nơi đây đâu, không chạy đi đâu hết. Ông yêu cầu đại tá Bá cho biết tình hình như thế nào. Đại tá Bá chỉ vào khu nghĩa địa của thành phố, cách hầm chỉ huy của ông độ 300 mét và cho biết một đại đội đặc công của địch đang cố thủ ở đó.
ông đã sử dụng một đại đội trinh sát tinh nhuệ nhất của sư đoàn vào nằm chiếm lại khu vực này, nhưng gặp sự kháng cự rất mãnh liệt. Hai chiến xa bị cháy, đại đội trinh sát không tiến lên được. Tướng Toàn bảo đưa máy cho ông chỉ huy và chỉ thị trong máy. Tư lệnh quân đoàn ra lệnh, bằng mọi giá phải thanh toán sạch tặc công cộng quân đó. Tôi đang đứng đằng sau các anh và chờ kết quả. Bên kia đầu máy trả lời. Nghe lệnh, tin mặt trời rõ, tôi đang thi hành. Tiếng đại liên trên ba chiến xa đang nổ giòn trong khu nghĩa địa. Trong khi đặc công tràn vào thành phố, chuẩn tướng John Hill dùng trực thăng có gắn hai khẩu đại liên 12 ly 7 bay quan sát vùng Võ Định Bắc Kon Tum 15 km và thấy nhiều đơn vị cộng quân di chuyển về hướng Nam. Ông liền tác xạ liên tục và báo cho Paul Van biết để sử dụng B-52. Ngay hôm đó, Paul Van đã sử dụng trên 10 bóp B-52 để làm giảm áp lực của địch. Thiếu tướng Toàn quan sát mặt trận và chỉ thị thêm cho đại tá Bá đề phòng tuyến đầu vì địch có ý định tấn công phía trước trong khi ta đang bấn loạn bên trong. Sau một giờ đánh nhau ác liệt với đặc công của địch, đại đội trưởng trinh sát báo cáo trong máy. Trên mặt trời, tôi đã thanh toán xong đặc công tại khu nghĩa địa. Tướng Toàn đáp. Tốt, tôi sẽ thưởng công cho anh. Đại tá Nguyễn Bá Long, tự thìn, tỉnh trưởng Kon Tum, chạy qua trình diện tướng Toàn, đã bị xỉ vả một trận tơi bời. Sau đó, tướng Toàn bảo đại tá Long cùng ông lên xe, chạy thẳng vào khu tòa giám mục và nói, có gì, ông chết tôi cũng chết. Đại tá Long hướng dẫn tướng Toàn đến quan sát các ổ kháng cự của đặc công cộng quân trong các tòa nhà được xây cất kiên cố từ thời Pháp trong khu tòa giám mục đang chống trả với địa phương quân. Tướng Toàn liền tăng cường cho đại tá Long 5 chiến xa, một liên đoàn biệt động quân và chỉ thị nếu cần phải bắn sập một vài tòa nhà trong khu tòa giám mục để tiêu diệt đặc công thì cứ làm. Sau này, chính phủ sẽ xây cất lại, nhưng phải cố gắng đừng gây thiệt hại về nhân mạng cho dân chúng đang ở trong khu. Hai ngày sau, đại tá Bá và đại tá Long mới thanh toán sạch sẽ các lực lượng đặc công cộng quân trong thành phố, bên ta thiệt hại nhẹ. Anh hùng và mỹ nhân. Gia đình đại tá Long được đưa về Sài Gòn khi Kon Tum bắt đầu sôi động. Sau vụ đặc công xâm nhập vào thành phố, đại tá Long và tất cả các sĩ quan mật khu kiểm soát chặt chẽ các đơn vị địa phương quân và nghĩa quân hơn. Hàng đêm, ông và một số sĩ quan đi khắp nơi trong thành phố để đôn đốc nghĩa quân và nhân dân tự vệ, tăng cường căn phòng cẩn mật. Như mọi người trong thị xã Kon Tum đều biết, tại đây có cô gái lai Pháp rất xinh đẹp và dễ thương, tên Lucy. Cô là chủ một tiệm sách nằm giữa thị xã. Các sĩ quan trẻ tuổi thường đến mua sách và trò chuyện đùa giỡn với cô. Đại tá Long, tỉnh trưởng Kon Tum, khi đi kiểm soát vùng, cũng vài lần ghé lại tiệm sách này để thăm dân cho biết sự tình. Không biết ai đã báo cáo lại chuyện này với bà Long tại Sài Gòn. Bà liền cấp tốc tìm phương tiện bay lên Kon Tum này và chạy vào tòa hành chánh tỉnh la lối om sòm, đập nát kính chiếc xe Toyota của đại tá tỉnh trưởng. Bị mất mặt, đại tá Long lôi bà về tư thất, đánh cho một trận và bắt bà phải trở về lại Sài Gòn. Năm 1970, khi đại tá Long làm tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức kiêm thị trưởng Đà Lạt, bà thủ tướng Khiêm thường hay lên đây nghỉ mát, nên bà Long có dịp tiếp xúc và chuyện trò với bà Khiêm. Nhờ sự quen biết đó, nên khi về tới Sài Gòn, bà Long đã chạy ngay vào nhà bà Khiêm khóc lóc, vặt lưng vặt ngực cho bà Khiêm xem các dấu vết đánh của đại tá Long. Phụ nữ thường hay bên nhau, nên bà Khiêm đã chở bà Long sang gặp bà Thiệu để trình bày mọi chuyện. Nghe bà Long kể lể, bà Thiệu xúc động, liền yêu cầu Tổng thống Thiệu cách chức đại tá Long.
Hôm sau, quân đoàn nhận được mật điện của Tổng thống Thiệu, chỉ thị tư lệnh quân đoàn 2 đề cử một sĩ quan khác giữ chức vụ tỉnh trưởng Kon Tum, thay thế đại tá Nguyễn Bá Long trong 24 giờ, lý do sẽ cho biết sau. Trong trận chiến Kon Tum, đại tá Long là người có chiến công, trực thăng chỉ huy của đại tá Long đã một lần bị địch bắn rơi, nhưng rất may ông không chết và được cứu thoát. Tôi được biết đại tá Long đã cưới bà này làm vợ trong một hoàn cảnh đặc biệt, vì lòng nhân đạo hơn là vì tình. Nhưng nay, vì một sự ghen tương nhảm nhí của bà vợ và sự nóng giận không kiềm chế của đại tá Long đã làm cho ông thân bại danh liệt. Năm 1974, đại tá Long bị giải ngũ. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, đại tá Long phải đi học tập cải tạo và bị chuyển ra Bắc. Ông là đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên chết trong trại cải tạo tại miền Bắc. Việt Cộng bắt ông phải đi gánh nước hàng ngày. Ông bị té bể xương chậu và nằm đau đớn cho tới chết vì cán bộ trại giam không cho ông thuốc men hay đưa đi bệnh xá để cứu chữa. Đại tá Nguyễn Bá Long, tự thìn, đã tốt nghiệp khóa 8 sĩ quan Đà Lạt và đậu thủ khoa. Ông là một sĩ quan rất giỏi về cả tham mưu lẫn tác chiến. Kon Tum kiêu hùng. Cuộc tấn công của đặc công cộng quân đã bị ta thanh toán trong 3 ngày. Các đơn vị chính quy của cộng quân được bố trí xung quanh để tiến vào thị xã. Hợp đồng tác chiến với đặc công đã bị B-52 và không quân ta tiêu diệt. Cuộc tấn công đợt 2 của tướng Hoàng Minh Thảo tiến chiếm Kon Tum coi như thất bại. Cộng quân điên cuồng trả đũa trong những ngày kế tiếp bằng những hỏa tiễn 122 ly rót vào thị xã liên tục ngày đêm, bất kể khu quân sự hay dân sự. Kon Tum luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Tôi làm tờ trình ước tính tình báo lên tướng Toàn và Pôn Van là địch còn khả năng tấn công ta đợt 3 trong vòng 10 ngày tới. Sư đoàn 968 trừ bị của mặt trận B3 của tướng Hoàng Minh Thảo còn chưa ra quân. Ước tính mức độ và cường độ đợt 3 yếu hơn đợt 1. Tướng Toàn và Pôn Van tiếp tục nghiên cứu và sử dụng kế hoạch 100 bốt B-52 mà tôi đã trình khi tướng Toàn mới nhận chức. Pôn Van có uy tín với đại tướng Abram nên được sử dụng nhiều bốt B-52 hơn các quân đoàn khác. Đúng 5 giờ sáng, ngày 28 tháng 5 năm 1972, cộng quân tấn công đợt 3 vào Kon Tum bằng 3 mũi chính. Mũi 1 từ hướng Bắc do lực lượng sư đoàn 2 cộng quân. Mũi 2 từ hướng Tây Bắc do lực lượng sư đoàn 320. Mũi 3 từ hướng Nam do lực lượng sư đoàn 968. Trong đợt tấn công này, địch không dùng chiến xa T-54. Mũi 1 và 2 đã gặp sự kháng cự mãnh liệt của các chiến sĩ can trường của sư đoàn 23 bộ binh. Địch đã xung phong nhiều đợt để cố chiếm tuyến phòng thủ đầu của ta, nhưng đều bị đẩy lui. Phi cơ chiến đấu của sư đoàn 6 không quân tại Pleiku xuất trận liên tục để yểm trợ quân ta tại tuyến đầu. Mũi 3 do lực lượng sư đoàn 968, một lực lượng trừ bị của tướng Hoàng Minh Thảo phụ trách. Lực lượng này mới tham gia trận Kon Tum lần đầu, chưa nếm mùi B-52 nên khí thế có vẻ mạnh hơn mũi 1 và mũi 2. Sông Đắk La bọc quanh phía nam thị xã là một chướng ngại vật thiên nhiên ngăn chặn, không cho địch tiến quân một cách dễ dàng. Sư đoàn 968 cố gắng vượt sông, nhưng bị các phòng tuyến của địa phương quân và nghĩa quân ngăn chặn. Pôn Van đã sử dụng các phi tuần của không quân Hoa Kỳ cất cánh từ Thái Lan trợ chiến, sau đó ông mới gọi các phi vụ B-52 đến trải thảm. Trong ngày 28 tháng 5 năm 1972 này, Pôn Van cũng đã được đại tướng Áp
Ram cấp hết 25 bot B-52 cho mặt trận Kon Tum. Hai bên quần thảo nhau suốt ngày, đến tối địch vẫn không chiếm được vị trí nào của ta. Tướng Hoàng Minh Thảo thấy không thể kéo dài cuộc tấn công vì sợ B-52 đến dội bom, đã ra lệnh rút lui thật nhanh. Tại cuộc hòa đàm Ba Lê, có lẽ Lê Đức Thọ cũng điên đầu vì cộng quân chưa tạo được một chiến thắng quân sự nào tại Kon Tum, Quảng Trị hay Bình Long để yểm trợ yêu sát với Kissinger. Trận chiến Kon Tum kéo dài đến 3 tháng, tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 1972, mà cộng quân chẳng những không chiếm được vị trí nào mà còn bị thiệt mất một số quân khá lớn. Theo ước tính của giới chức quân sự Hoa Kỳ, trong trận đánh kéo dài này, mặt trận D3 của tướng Hoàng Minh Thảo bị thiệt mất khoảng 1 sư đoàn rưỡi, 30 chiến xa T-54 và nhiều đại pháo phòng không bị thiêu hủy. Sau trận này, sư đoàn 2 sao vàng của cộng quân đã hoàn toàn bị xóa tên. Kon Tum đáng mặt kiêu hùng, sánh vai Quảng Trị so cùng Bình Long. Ngày 31 tháng 5 năm 1972, Tổng thống Thiệu lên Kon Tum ủy lạo binh sĩ và gắn cấp bậc chuẩn tướng cho Đại tá Lý Tòng Bá. Tác giả Đại tá Trịnh Tiếu. Xin cảm ơn tác giả Đại tá Trịnh Tiếu và cảm ơn quý vị đã theo dõi.